đối với K-Trần, đúng không? Vậy thì ngày hôm nay chương trình của chúng tôi cũng chuẩn bị cho K-Trần một cái bất ngờ nho nhỏ. Và bất ngờ đó là gì? Thì chúng ta sẽ được bật mí bởi một nhân vật xuất hiện ngay sau đây. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời nhân vật bí mật này. Bà mèo ra cái chai mối quá. Trời ơi! Rồi bây giờ thì mình có thể đây rồi bạn có thể bật mí một chút. Đây là quản lý của Khe, chị là quản lý của đây, xin giới thiệu mọi người đây rồi. Là chị quản lý của Khe, chị mèo mà Homie Boy. Đây là chị Tấm Mèo, vỗ ta. Rồi xong rồi chị, rồi mời chị về. Không, mà chị cho chị phút nữa. Từ từ. Rồi, đây là thành quả năm nay của cây nói riêng và Homie Boy nói chung. Thì xin chúc mừng cả team. Trong đó chị cũng trong team nha. Bye bye mấy đứa. Giờ nhanh chưa vậy? Bye. Và đợi đây... đợi nha, đợi xíu nha. Và đây là một khoa lớp ơi, có định là tối nay rửa cái giải thưởng này không? Đâu, bữa bữa nó nói thì mình rồi, nó hẹn rửa thì mọi người ăn chung mà trả tiền là cái. Đúng rồi. Tiền bạc không quan trọng. Đúng rồi, quan trọng là không có tiền. Quan trọng không có tiền đúng không? Quan trọng là đi ăn nồi chả. Không, chị Tâm giả không à. Dạ dạ. À, chị Tâm ơi. Chị Tâm giả không à. Và vừa rồi là một cái bất ngờ. Vẫn còn quý đúng không? Kể cho bạn đánh giá về một năm nay của bạn như thế nào? Quá trình hoạt động nghệ thuật của mình. Thật sự là một năm nay là một năm làm việc, thật sự thì đối với bản thân cây thì vẫn chưa có cảm thấy gì nhiều lắm. Tại vì bản thân cây thì muốn hơn nữa, tại vì tính hơi bị cầu toàn. Nhưng mà đỡ hơn những cái năm trước. Là bảo thấy rằng là năm nay giống như là một cái bước đệm hoàn hảo. Dạ, khi mà quyết định là sẽ quay trở lại với âm nhạc, là giải quyết xong hết tất cả vấn đề rồi. Khi mà may mắn, thực sự đối với bản thân Kay là cảm thấy rất là may mắn. Tại vì mà đã bỏ đến 3-4 năm không làm việc, không làm nhạc, 3 năm. Thì khi mà mới vừa quay lại thì được tất cả mọi người yêu quý, được giải thưởng, rồi được những bài hát được mọi người biết đến. Nhưng mà quan trọng nhất đó chính là không gì quý hơn, đó chính là có những người bạn luôn giúp đỡ mình khi mà mình không có gì cả. Và cũng kha khá bạn đang xem cái livestream này muốn Kay bật mí một chút về cái giải thưởng này. Bây giờ mình có thể bóc siêu cái giải thưởng này được không? Ôi ơi. Thật sự thì review luôn à. Review luôn cho Kay review luôn. Review là cái cúp này bằng gì nè? Mọi người ơi, đây là cái cúp từ Z Music Award. Hôm nay chị quản lý tôi vừa đưa tôi. Thật sự thì tôi vẫn chưa mở ra, vẫn chưa biết nó có gì bên trong. Và chúng ta hãy đập hộp nhé. Đập nào, đập 2 3. Ôi đập hư hết anh ơi. Mở ra nhé. Anh bắt cẩn vô nhanh. Cho em cái focus đi. Rồi đó. Rồi, ok rồi. 2 3. Wow. Vâng. Z Music Award 2018 trân trọng trao giải nghệ sĩ underground India được yêu thích. Đến nghệ sĩ Cây Trần. Yeah. Cảm ơn mọi người. Em nghĩ là cầm cúp đi. Tôi tưởng là cái này cái chai dầu thơm chứ. Không, tôi tưởng là tặng cái cúp cái chai dầu thơm. Mà đây một chai dầu thơm chắc em cũng chấm xịt đâu. Sao để dành luôn. Wow, rất là nặng nha. Này vàng nguyên khối chắc đã ha. Đó, cái này là MV tiếp à. Có một vài bạn hỏi rằng là trong năm mới thì anh Kay có dự định ra một cái MV nào mới nữa không? Hay là Homie Boy có đang ấp ủ một cái dự án nào tiếp theo của mình không? Có xịt được không? Thật sự thì sang năm mới thì em có rất là nhiều plan. Có nhiều kế hoạch, rất là nhiều kế hoạch. Chung và riêng với cả Homie Boy. Dạ, để làm. Nhưng mà em vẫn nghĩ là nghệ thuật luôn là một cái mà cái duyên, một cái tự nó đến. Thì nói chung thì mình nó sẽ đến rất là bất ngờ. Thì khi mà đến rồi thì mình sẽ chơi hết mình với âm nhạc thôi, đúng không?